Thưa quý vị, ngày 25 tháng 4 vừa qua, công an tỉnh Vĩnh Long đã bất ngờ đột kích quán bia club trên địa bàn và phát hiện điều bất ngờ. Thời điểm ập vào, công an bắt quả tang cả trăm người đang bay lắc. Test nhanh phát hiện 56 thanh niên dương tính với ma túy. Khoảng 16 giờ ngày 25 tháng 4, bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, công an tỉnh Vĩnh Long và công an thành phố Vĩnh Long bất ngờ kiểm tra quán bia Club N68 trên đường Nguyễn Văn Thiệt thuộc phường 3 thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Thời gian kiểm tra vào giờ cao điểm nên lưu lượng phương tiện qua lại trên tuyến đường Nguyễn Văn Thiệt rất đông. Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các lực lượng kịp thời có mặt điều tiết giao thông, không gây ùn tắc, đảm bảo cho người dân đi lại an toàn. Tại thời điểm kiểm tra có khoảng 100 thanh niên trong quán bia Club N68, lực lượng chức năng đã yêu cầu tắt nhạc, tất cả các nhân viên và khách trong quán ngồi yên tại chỗ để phục vụ kiểm tra. Sau khi kiểm tra, lực lượng công an đã sử dụng nhiều xe chuyên dụng để đưa 100 thanh niên này và xe ô tô, xe mô tô về trụ sở phục vụ công tác điều tra. Qua test nhanh 100 thanh niên thì có 56 thanh niên dương tính với chất ma túy. Những thanh niên nêu trên có địa chỉ ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Sóc Trăng. Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra làm rõ. Khi nói về ma túy, có lẽ ai cũng biết đến câu không thử dù chỉ một lần, thế nhưng không phải ai cũng có thể làm chủ bản thân, không bị dụ dỗ hay thử chất cấm nguy hiểm này đây là thứ chất độc khiến cho nhiều gia đình tan nát nhiều người mất đi cuộc sống tương lai vì lầm đường lỡ bước chính vì thế hy vọng trong tương lai cơ quan chức năng sẽ triệt phá nhiều tụ điểm có hình thức xử phạt nghiêm minh để làm gương gian đe cho những ai đang manh nha ý nghĩ dính dáng đến chất cấm này